Bộ phận thường trực của Thành ủy Đà Nẵng thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 có buổi làm việc với Đảng ủy Trung đoàn 971 về kết quả thực hiện kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và kế hoạch 45 của Ban thường vụ Thành ủy. Đảng bộ Trung đoàn 971 hiện có 4 tổ chức đảng trực thuộc với 57 đảng viên. Thời gian qua, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện kết luận 21 và kế hoạch 45 đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét. Đặc biệt, Đảng ủy đã có nhiều chủ trương giải pháp sáng tạo trong thực hiện, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, cũng như hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tại buổi làm việc, bộ phận thường trực của thành ủy đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy Trung đoàn 971 đạt được qua triển khai thực hiện kết luận 21 theo hướng ngày càng bài bản chặt chẽ. Đề nghị đơn vị cần tiếp tục quan trọng công tác xây dựng đảng trên tất cả các mặt, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng sinh hoạt và tăng cường quản lý đảng viên, quan tâm việc tạo nguồn phát triển đảng viên mới tiếp tục nhân rộng các mô hình hay cách làm sáng tạo phát huy trách nhiệm nêu gương siết chặt kỷ cương đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh